Anh Thương Nguyễn có hỏi là gà tiêm Coryza và nhỏ INT xong thì đau mắt, anh cho phác đồ điều trị ạ, đúng không? Thì khi mà con gà ấy mà nhỏ tiêm Coryza xong ấy và nhỏ INT ấy, thì anh em để ý này, ở trong này câu hỏi là tiêm Coryza đúng không? Coryza và nhỏ INT thì con gà nó đau mắt. Thì các bạn nhớ rằng có một số loại vaccine ấy, có một số loại vaccine trên thị trường ấy, khi mà các bạn vaccine INT ấy, khi các bạn nhỏ mắt ấy, nó gây nên hiện tượng phản ứng vaccine khiến cho cái mắt của con gà nó bị đỏ, hoặc là nó sẽ bị liên quan đến cái việc mà mình nhỏ xong nó bùng dịch ấy. Thì hiện tại bây giờ tôi có một cái phương pháp này giúp cho các bạn có thể vừa chữa được cái bệnh mắt đỏ này. Con gà thường thường ấy, cái mắt ở trong này, cái lòng rồi cái niêm mạc này nó bị đỏ, nó hay giơ chân nên nó đạp mắt, nó gãi mắt ấy, được chưa? Anh em hình dung chưa? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái phác đồ như sau này, để sau này một đấy là lúc các bạn làm vaccine đấy, các bạn biết cách các bạn làm. Cái thứ hai, nếu mà để mà chữa thì các bạn biết cách các bạn chữa nhá. Thì trong trường hợp Coryza tôi không nói, trong trường hợp mà mắt nó đỏ là khả năng nó bị liên quan đến phản ứng INT đâu, thì các bạn làm như sau này. Nếu các bạn muốn chữa nhanh ấy thì các bạn mua cho tôi, mua lại nhá, mua lại cái vaccine ILT này của châu Âu này, đúng không? INT của châu Âu, các bạn kết hợp cho tôi với cái dipyrone, các bạn kết hợp cho tôi dipyrone, sau đấy thì các bạn nhỏ vào mắt, nhỏ mắt gà nhé. Thì sau khoảng tầm 2 đến 4 giờ cái mắt của nó sẽ hết đỏ, nó sẽ trở lại bình thường, và lúc đấy chúng ta làm gì cũng được, đúng không ạ? Đấy là cái cách mà để mà chữa trong cái ca này nhá. Sau đấy thì các bạn có thể cho uống những cái dòng kháng sinh phổ rộng, ví dụ như cefadoc này, đúng không? Cefadoc này, hoặc là các bạn uống, có thể uống amoxicillin cũng được, hoặc là những cái dòng thuốc liên quan đến beta-lactam ấy. Còn sau này khi mà các bạn khi các bạn nhỏ vaccine cho gà ấy, các bạn nhớ nhá, là một số cái loại vaccine của châu Á, một số cái loại vaccine của châu Á nhé, ok, một số loại vaccine của châu Á này, một số loại vaccine của châu Á thì các bạn để ý rằng ở trong cái vaccine này nó phản ứng rất mạnh, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái INT này, INT của châu Á nhé, các bạn cộng cho tôi cái vắc INT của châu Á, các bạn cộng với dipyrone, các bạn nhỏ mắt, đúng không? Thì ở trong cái chai INT của châu Á này nó có cái chai nước pha, đúng không ạ? Có cái chai nước pha. Vậy thì chúng ta ném cái chai nước pha đi, đúng không? Chúng ta sẽ thay bằng dipyrone vào đây và các bạn nhỏ mắt là xong, đúng không? Chữa hay là chụp vẫn thế nhá, tại vì cái dipyrone nó là một trong những cái chất đệm khá tuyệt vời mà tôi hay dùng để tôi sử dụng, và tôi hay dùng để tôi sử dụng trong cái trường hợp mà nó bị tôi hay dùng tôi sử dụng trong cái trường hợp nó bị cái niêm mạc mắt này nó đỏ, là nó hiện tượng Coryza đấy, nó hiện tượng Coryza nó đỏ như này, hiện tượng INT đỏ như này, ok. Thì anh em để ý là cái đấy là cái cách để chúng ta có thể xử lý cái bệnh INT trên gà nhé. Còn còn lại nếu mà các bạn mua một số cái loại vaccine mà nó cực mạnh thì đương nhiên nó sẽ có phản ứng phụ rồi, và khi nó phản ứng phụ ấy thì một là các bạn phải nhớ là mình làm cho con gà nó sức đề kháng lúc đấy nó tốt nhất này. Cái thứ hai ấy là khi mà nó bị phản ứng thì các bạn có thể cho uống vitamin điện giải để chống si chét nhé, chứ chỉ xét cho nó thì nó sẽ ok, được không? Thì đấy là cái cách để giúp cho các bạn có thể kiểm soát được bệnh INT trên gà nhé. Thì cái câu hỏi này ấy, của anh Thương Nguyễn nhé, của anh Thương Nguyễn này, anh cũng đang hỏi ở trong, anh đang hỏi ở trong trong page của tôi ấy, thì tôi trả lời như vậy nhé, đúng không? Tôi trả lời như vậy. Rồi ok, tiêm gà hậu bị này, tiêm gà hậu bị mũi Coryza và nhỏ INT xong 1 tuần sau khi bị đau mắt nhiều, tiêm Genta vẫn không khỏi được anh chị, tại sao, đúng không? Tức là anh Thương Nguyễn này ở trong page của tôi anh đã hỏi rằng là em đang live stream nhá, em đang trả lời trên live stream ấy, bổ lên đấy mà hỏi. Anh Thương Nguyễn anh đang hỏi trên live stream ấy. Ok nhá, vậy thì cái câu trả lời của tôi nhá, cái câu trả lời của tôi là các bạn sẽ sử dụng cái dipyrone kết hợp với vaccine INT nhé, mình đem mình nhỏ vào mắt con gà đâu là thế là xong nhé. Thì đấy là cái cách điều trị mà tôi vẫn hay hay sử dụng nó như vậy. Rồi ok, tiếp theo một câu hỏi khác này.